Chào tất cả nhá. Bây giờ đốc bốc đầy xe rồi, bốc đầy xe rồi, bây giờ là chuẩn bị về nhá. Anh em xem nhá.
Này, xe qua cái tả ly này, cái khe nhỏ này hẹp thế này đi khó thật, thật sự khó. Và còn cái đất này làm cắt thế này xe đi khó mà không lấy được sức, bới không được. Này, xe đang đổ cái này, chở bằng này thôi 260 bao, 260 bao hay là 265 bao sao ấy mà vẫn còn chưa đầy nhá. Không nở sợ, lúc nãy sợ rất là mình phải buộc buộc cây vào nữa. Và 260 bao nhá anh em ơi. Bằng này thì nói chung là cũng bình thường thôi, chưa phải là quá tải đâu. 260 bao, một bao là khoảng 55 kg đến 60 kg, là nói chung là cũng bình thường.